nằm trên vị trí đắc địa đông dân cư. Đại lý bán lẻ xăng dầu doanh nghiệp tư nhân thương mại Ngọc Đến có địa chỉ tại số 140 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh luôn tấp nập khách ra vào. Qua nhiều ngày theo dõi, chúng tôi thường xuyên chứng kiến Biện Minh Kha, 30 tuổi, quê ở tỉnh Long An và Phạm Thanh Bình, 42 tuổi, ngụ tại quận 8 luôn túc trực đổ xăng cho khách từ 16 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Tuy nhiên, hàng trăm khách hàng không hề biết mình bị gian lận hàng chục ngàn đồng mỗi lần bởi sự phối hợp ăn ý giữa Kha và Bình khi thực hiện bấm số khống như thế này. Đây là hai trụ xăng đang hoạt động song song nhau, nhưng trụ không bị các nhân viên tác động thì số tiền hiển thị là 50.000 đồng, tương đương với thông báo số lít như trên màn hình này. Còn trụ được tác động, số tiền báo 50.000 đồng, nhưng số báo lít lại không hiển thị. Còn đây là cách họ tác động trực tiếp bấm khống số để thực hiện gian lận, khiến thông báo số lít không hiển thị vào tối mùng 5 tháng 8. Và hình ảnh này đã cận cảnh cho thấy hai nhân viên phối hợp chiếm đoạt gần 17.000 đồng của một khách hàng. Lúc này khách đến đổ 50.000 đồng thì Kha bơm xăng cho khách, còn Bình đứng sẵn bên trụ bơm. Khi số lít vừa chạy đến 1,97, tương đương với số tiền 33.525 đồng, Bình đã nhanh tay cho dừng khẩn và trong vòng 2 giây bấm nhảy lên 50.000 đồng. Bốn đồng tương đương với 2,385 lít thì Kha dùng tay tác động lên 50.000 đồng. Tuy nhiên do quá vội vã nên đã bấm nhầm sang 100.000 đồng. Rất may người này kịp thời tác động lại về 50.000 đồng nên không bị phát hiện, mặc dù thông báo số lít tiếp tục không hiển thị. Ít phút sau, đến lượt Kha bơm xăng, Bình làm nhiệm vụ bấm khống số gian lận gần 10.000 đồng của khách hàng khi khách hàng yêu cầu đổ 30.000 đồng, nhưng thực chất nhân viên chỉ mới đổ 22.000 vài trăm đồng thì được tác động lên và thông báo số lít tiếp tục không hiển thị. Hành động này lặp đi lặp lại nhiều lần. Đến tối cùng ngày thì thông báo số lít của hai trong ba trụ bơm xăng luôn ở trong tình trạng không hiển thị số lít. Theo ghi nhận nhiều ngày liền của chúng tôi, hầu hết khách hàng đến đổ xăng trong thời gian làm việc của Bình và Kha đều bị gian lận mà không ai hay biết. Không những vậy, trong tháng 2 năm 2017, một nhân viên tại cây xăng này cũng thường xuyên dùng chiêu cháo tiền của khách. Khi khách dùng tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng để đổ xăng 50.000 đồng, thì nhân viên thối lại cho khách 450.000 đồng bằng 4 tờ mệnh giá 100.000 đồng và 1 tờ 50.000 đồng một cách chậm chạp để khách nhìn rõ. Tuy nhiên trong lúc đưa tiền cho khách, nhân viên này đã nhanh tay rút lại 1 tờ 100.000 đồng ở phía dưới như thế này.